Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment. Trời tối chưa ta? Núp xin chào mọi người nha. Xin chào. Ngày hôm nay Núp thức dậy vào buổi tối các bạn ạ, chứ không phải buổi sáng như mọi khi nữa. Chắc chắn là sẽ có một cái điều rất là thú vị. Ôi, trên tay đã chuẩn bị sẵn cái lồng triệu hồi ra quái vật rồi. Chắc có lẽ rằng là ngày hôm nay thì mình chỉ ăn với cả... Đây, đặt cái lồng spawn đây đã. Đó, ăn với cả luyện PvE các bạn ạ. Dạo này PvE mình cảm thấy mình gà quá. Thế đâm ra là... Ui, thôi đặt ba cái lồng luôn. Đâm ra là muốn có gọi là level cũng như là kỹ năng PvE thì chúng ta luyện thôi. Đó, những cái con quái vật nó sẽ xuất hiện ra, mình sẽ tẩn cho nó không trượt cái nào ạ. Ui, bây giờ mới xuất hiện ạ. Láo rồi. Rồi, ok. Một con đầu tiên các bạn. Cười chưa, gây chưa. Úi giời ơi. Nó bọn này xuất hiện lâu thật. Ui, bên kia nó kéo lên cái đống kìa. Ờ, Núp làm gì đấy Núp? Ui, Vanh à. Ui, ra đây. Ui, dạo này căn bản là dạo này lười PvP quá rồi nên là Núp đang luyện PvE này nè. Người muốn luyện đâu ra đây. Con zombie này có gì trời tối đâu. Làm cái gì trời ngoài này đây. Trời ơi, luyện PvE đi, đánh zombie còn gì nữa. Trời ơi, lắm ba con cùi bắp này cũng đòi đánh. Vanh đánh mấy cái chết. Có biết rằng là kỹ năng PvP mà trở nên pro là chúng ta phải bắt nguồn được PvE không? Thế nên là phải luyện đi. Trời ơi, ở đây thì còn có mỗi con zombie chứ còn con nào VIP đâu. Trời ơi, con VIP. Trời ơi. Cái gì đây? Chú biết đây Vanh cho Núp biết này. Cái ở bên cái server ấy, Grab My VN ấy. Ui, nó đang có những cái con quái rất là xịn sò luôn. Đánh con zombie này đã cái gì? Ơ sao lần trước Núp qua đấy làm gì có con nào đâu? Bây giờ nó mới có này. Còn nó mới có à? Mà. Ui. Ừ. Hợp lý nha. Ui thì từ từ đã nhá, để đào lồng spawn đi phá đi. Trời ơi, có rồi đi phá luôn đi. Có cái gì đâu. Đi. Đi mọi người, chúng ta cùng qua đấy xem rằng là thanh niên Vanh nói điêu hay là nói xạo không. Nếu mà nói xạo về đây ba người tẩn một là không chột cũng què nhá. Đi giờ đi qua đấy đi. Đây mình sẽ vào chơi mạng các bạn ơi. À các bạn nói chung là các bạn cứ chơi phiên bản 1.12.2 trở lên là được các bạn ạ. Rồi. À, sau đó thì kết nối trực tiếp này. Đó, grabmyvn.com phải không? Ok, chúng ta tham gia máy chủ các bạn. Trời ơi, chắc có lẽ rằng là có nhiều cái server mới đang chờ đón chúng ta. À đây, các bạn đăng ký rồi thì chỉ cần login là xong các bạn. Chưa đăng ký thì vào đăng ký. Đấy, mình đã đăng ký rồi, mình sẽ đăng nhập cái mật khẩu của mình vào nhá. Đăng nhập thành công này. Bây giờ mình sẽ chọn server. Server gì mới mở nhỉ mọi người nhỉ? Server Overpower Sky Block. À đây rồi, Overpower Sky Block. Ui, mới mở à? Úi giời, đưa vào quẩy các bạn ơi. Xem nào. Mấy thanh niên nhiều tiền thế. Mình cũng có nhiều tiền mà. Ôi ôi. À rồi, giàu. Rồi, ok, bây giờ là chúng ta sẽ mua. Từ cả nhà mình sẽ thử menu xem là có cái gì hot ở đây. Chúng ta có thông tin cá nhân, có kit, có túi khoáng sản. À, mua rank. Điều đầu tiên mình vào đây đều là mua rank các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp rank. Cứ nâng cấp rank rồi tính sau. Trời ơi. Điều đầu tiên mình vào là mình sẽ nâng cấp rank. Đó, MVP cộng này. MVP cộng tiếp. Cái này cộng rồi à. Ok, rank đến mũ kim cương này. Sau đó thì rank cuối cùng ạ. Wow, amazing. Hơi, xịn sò. Rồi, bây giờ là chúng ta mọi người mua rank hết chưa? Bị sao mua rồi, Xui shop à. Wow, chúng ta có thể mua super bedrock. Cái này hình như là để mua đồ phải không? Đúng rồi, cái đấy để trao đổi đồ ấy. Wow, thế mình mua nhiều một xíu, tí nữa mua mấy cái đồ VIP các bạn ạ. Trời đất ơi. Mình nói chung là mình vào đây là chỉ có đồ VIP thôi các bạn. Úi trời ơi, chỉ có thể gọi là đồ VIP chứ không thể nào mà chúng ta. Đấy các bạn thấy không, mấy thanh niên đang nói mình hack kìa. Ui, mấy thanh niên đang bảo chúng ta hack kìa anh em. Sao nhìn này là... tí nữa mình cười từ nãy rồi. Tí nữa chúng ta tẩn cho không trượt cái nào các bạn. Dám bảo hack các bạn. Chơi làm sao phải hack. Trời ơi, mình chơi công bằng dân chủ văn minh, không có hack. Rồi. Bây giờ là mình tạo đảo. À tí nữa mình tạo đảo sau. Đây túi khoáng. Ui, ở đây có cả chức năng túi khoáng sản này. Hay phết nhờ, cái này có thể là chúng ta có thể đựng khoáng sản vào đây các bạn. Ui, đựng được 1.000.000 khoáng sản ở đây luôn này. Tùy thích luôn, cái này giống như kiểu ba lô vậy. Ok, tính năng này hay đấy. Rồi, bên này là bắt đầu chúng ta sẽ mua đồ. Hiện viên kiếm à. Ấy da, rồi ok. Hiện viên, trời đâu, ơi. Hiện viên à, Núp cứ nhầm là hiện viên. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp lên level 2, level 3. Ôi, có cái gì đâu các bạn. Có cái gì đâu, ui, max level luôn rồi. Rồi, đây là cộng mấy đây, mình cũng chả biết nữa. Cộng 7 à, không ta. 4, à đâu. Đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7 các bạn, 7 là max.
Rồi, Hiên Viên phải không? Ok, Hiên Viên. À, bên này là Chu Tiên à? Ok, Chu Tiên. Ui, nghe như kiểu mấy phim kiếm hiệp ấy nhỉ? Đúng rồi. Ui. Ui, nâng cấp bên này đó. À, Hiên Viên cộng Chu Tiên thì ra kiếm. À đâu, Hiên Viên cộng với cả Bedrock ra Chu Tiên. Ok nhá. Ngon lành nào nhá. Rồi. Ui, núp lại thiếu các bạn. Ui, cần nhiều tiền thế. Rồi, đây. Để có thể trở thành bá chủ ấy, chắc chắn là mình sẽ phải thật là VIP các bạn ạ. À. Úi giời ơi. Trời ơi, đấy, chưa gì có thanh niên sợ rồi các bạn. Quẩy. Chơi kiểu gì? Chơi kiểu gì thì tôi chịu khó cày cuốc. Mà nghe thấy bảo là cái server này ấy, là các bạn nói chung là hình như là đồ mua bằng toy này, nó không VIP bằng các bạn đồ đi đánh bot đâu. Thế tí nữa mình sẽ thử đi đánh bot xem như thế nào. Nhiều bot khỏe lắm. Khỏe lắm à? Ừ, may cho thanh niên vanh nhá. Thanh niên vanh, mình tưởng thanh niên vanh lừa mình là mình guốc ở đây bạn. Đây, nó sẽ bỏ ở đây. Đó. Ngon lành ngay. Ui, mắc chưa ta? Ui, 64 mới mắc các bạn. Ui, chưa mắc ạ. Chết dở rồi. Cứ tưởng mắc rồi cơ. Cái kiếm này tính ra là rất là dài các bạn. Nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến những cái tuyệt kỹ vô song này. Khô héo, đóng băng, trúng độc, hóa lửa, xét giật, gây mù, hấp huyết. Ok, mình tưởng là hấp gọi là hấp xả cơ. Rồi, ok. Đây, mình sẽ mua mấy cái này đi. Trời, có gì đâu, đơn giản. Đâu khác có đó. Ok, hết chưa ta? Cái này mình cũng không xem được level mấy các bạn ạ. Mọi người đang mua đồ. Đang mua đồ mà. Wow, 7.5 7.5, 12, 21.6, 60. Chưa VIP các bạn ạ. Chưa phải gọi là VIP nhất. Ui. Tưởng VIP rồi, chưa VIP nhất các bạn ạ. Nó còn nhiều cái VIP hơn nữa. Trời ơi, đây, chúng ta sẽ nâng cấp mấy cái này đi. Trời ơi, tưởng gì. Đây nha. Mắc là 64 này, còn bộ áo giáp nữa, mọi người mua áo giáp chưa? Đây, mua hết rồi. Đây, mình sẽ mua đây. Núp sẽ nâng cấp mắc luôn. Rồi, ok, đây là cái kiếm mắc rồi. 60 à, 60 mắc rồi bạn, 21.6, 60 rồi, ok. Ui, xã man con ngan là. Ui, dài nỗi mà mình không thể nào mà. Cộng 6 phải không? Chu Tiên kiếm cộng 6. Ui, đây là xích long. Dài đến nỗi mà không nhìn thấy đúng không? Không nhìn thấy luôn. Ui, xù shop nha. Mình không thể nào mà mua một cái, một lúc nhiều cái super bedrock nhở. Trời ơi. Thôi, nhưng mà thôi mình tự tay mình mua nó vẫn có ý nghĩa hơn các bạn ạ. À. Ở đây các bạn thấy không? Chưa gì đã sợ rồi. Mấy anh đua top. Không, yên tâm. Trời ơi, đua top nó phải công bằng dân chủ văn minh chứ. Đây. Mua hết mấy cái này các bạn. Mua hết. Rồi ok, sang bên này nâng cấp tiếp này. Xích Long level 2 phải không? Ok rồi, đơn giản thôi bạn. Ô. Xích Long mũ đây. Ô, sao không nâng cấp được này? Mọi người có nâng cấp được lên Xích Long level 2 không? Phải từ đồ 1 lên đồ 2 chứ. Ờ. Lúc không nâng cấp được sao ta? Đây, để banh cái cho. Ô, lúc không nâng cấp được này. À. Mũ gì? Mũ hay gì? Ờ, mũ Xích Long, rõ ràng lúc có Xích Long rồi. Đấy nha, mình thử vào lại nào. Đây, ô không được này. Đây, ô không được này. Mọi người thử nâng cấp lên nào. Zeno cũng không được mà. Ờ, vì sao không được này, ôi. Đúng đặt, không được. Chắc là chưa mở bán các bạn ạ, chỗ này là, ui, đồ VIP chưa mở bán à. Dạ man con ngan thật. Ui, ok, thôi tạm thời chúng ta mặc cái đồ này vào đã. Xích Long viên giáp này, ui, tính ra là mình sẽ có thể là. Ui, có cái gì đây, cúp siêu tốc à. Ok, mua cái cúp này tí đi mai vui. Ui, siêu tốc level 2. Level 3. Level 2. Level 3. Level mắc luôn. Mắc luôn. Ui có cả cúp TNT này. Ha. Rồi ok, mình sẽ cứ mua đi bạn, mua hết cúp đi. Level 2 tiếp. Ui, để có dìu siêu tốc nhưng mà thôi chắc là mình sẽ chỉ lấy cúp thôi bạn ạ. Cúp siêu tốc, cúp TNT. Bên này là gì đây? Bow bomb à? Thiên chỉ cung. Ui. Thiên chi cung chứ. Quên mất là thiên cung, chỉ. Có cung. À có cung, đốt cũng thích bắn cung các bạn. Rồi ok. Next là phá cung này. Phá cung 2 này. Ờ cần tiếp tiền các bạn. Hết tiền. Bên này cái gì đây? Mũ Noel à. Ui. Nhiều đồ hay phết nhờ. Bên này là gậy chí tôn các bạn. Thò ách. Ui có rìu thò này. Ui. Phù. Không phải rìu thò này. Đâu. Rìu thò đâu. Kiếm nguyền rủa các bạn ạ. Phi Long ấn. Ui. Cái này là cầm được cả trên tay cả ấn này. Ui. Ngọc giáp. Xịn mịn thế nhờ. Trang bị được Phi Long ấn à? Ui, phải không ta? Lúc này bên này có cả cúp sắc bén luôn. Đâu, cúp thật. Sắc bén á? Cúp bom đấy là sắc bén đấy. Ghê nhở? Ui, ba loại cúp luôn ạ.
Rồi bây giờ núp sao nào? Chắc núp nâng cấp nốt cái cung đi các bạn. Uầy, vũ khí cũng đã có rồi. Tầm này thì chờ đợi cái gì? Tí nữa chúng ta sẽ núp. Đi quẩy sau các bạn. À, mình mua mấy cái này. Núp cung ở bên này nhìn trông khỏe lắm. Khỏe lắm á, cung xịn à? Nhìn không cung ấy. Cung á? Ờ. Uầy, núp đang mua các bạn. Uầy, mọi người cứ bâu hết vào đây làm gì? Trả lời không có gì cả. Không có gì cả, chúng ta cứ bình thường thôi. Ok nhá, chúng ta sẽ mua bầu này. Đấy. Ui, lâu lâu nó bị bay ra ngoài bạn. Đào, đặt vào đây. Ok, thiên chi khai lắm. Hoàng cung. Oh my god. Chậm hỏng level 10.000. Ok nhá. Level 10.000. Oh my god, đùa nhau, ai đùa như thế. Thề, chậm hỏng level 10.000 chắc là mình bắn đến sang năm hơn mọi người. Rồi, núp lại nâng cấp tiếp. Đây là thiên chi khai hoàng cung. Anh ơi sức mạnh đồ đồ chúng ta đi, xây máy farm đi. Ui, Michel ra dạy Michel xây máy farm ấy. À, mọi người vào đảo trước đi. Đây, núp mua sau này chúng ta vào đảo các bạn ạ. Mình sẽ thử test thử mấy cái cúp này đã. Đấy, xem là nó có nhanh chóng không. Bên này là chủ yếu là PVE rồi các bạn ạ. Mình cảm thấy là xây đảo cũng được. Ok nha. Nào thì nhìn này chính ra. Để núp khai hỏa mà xem. Ô, mắc vip rồi. Ô, mắc vip rồi các bạn ạ. Mắc vip rồi, ui chết dở rồi. Mũi tên phôi sắt này. Thôi tí nó lấy sắt xong. Rồi ok, tạm thời mua thế đã. Thế nào search shop xem có cái gì không. Chúng ta có thể mua thức ăn với các thứ. Thôi mình sẽ đi bè qua bên kia đi. Chúng ta bè sẽ qua bên khu đảo nha. Bè đấy. Đảo xem mấy farm bên nào mà. Đâu xem mấy farm nào. Vài đảo của bạn. Nhưng mà xuyên có cúp. Cúp ấy đi à, đâu. Một khối kim cương rồi núp ơi. Đâu núp sượt vào like. Lấy cúp vip đi. Lấy cúp vip ngồi đảo được. Núp thử đào thế nào. Đây là cúp siêu tốc. Ui tê, quả cúp đào như cái máy điện. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Ui nó xịn mịn như thế này thì chơi cái gì các bạn ơi. Đấy, bây giờ Pixel chỉ cần đứng đâu, dưới nhặt thôi. Đây là cúp TNT các bạn. Ui ui, cúp TNT này tự động bay. Bay vào dương đồ này. Thấy không ta. Ui vào kho, à cái cúp TNT này khiến chúng ta tự động vào kho các bạn ạ. À. Rất là xịn. Ui này. Ui đào là tự động các bạn ạ. À. Đào là cái cúp nổ này sẽ tự động bay vào kho luôn. Ui được của nó nha. Ui còn đây là cúp bom, một cái cúp xịn à. Không, cúp bom là đánh nhau đúng rồi. À cúp bom đánh nhau là. Ờ nhờ. Cúp vũ khí chiến đấu còn là công cụ đi mai. Ui trời ơi, mình không đọc các bạn. Rồi, cúp TNT vẫn là một cái cúp gì đó. Nó paro play các bạn. Rồi, ngon lành các bạn ạ. À. Còn cúp này thì mình có thể nhặt được luôn tại đây này. Đó, nhặt luôn tại đây. Nhưng mà mình cảm thấy rằng, ui, block kim cương cả đống luôn này. Mình xem được một block kim cương rồi này. Ui, ai có cúp gì đó nhanh thế. Lúc có cúp gọi là siêu tốc cộng 3. Còn cúp TNT này thì đào. Đào nổ hết, chơi luôn rồi. Đâu thì núp thử sượt kho nè. Tổng cộng là đã có 18 khối block kim cương ạ. À. Ui, 105 khối sắt, 125 khối. Ấy, khối vàng và 12 khối lục bảo các bạn. Lục bảo chắc trong này là hiếm nhất. Ui, thế mình xây đâu thì nha. Thế thì mình xây sao ở trong dương vách nhà mình thấy có cái gì đâu. Không, sượt kho mà. Trời ơi, tính năng mới mà. Trời ơi. Chúng ta kiểu như ba lô ấy, thoải mái luôn. Rồi. Được nha. Thôi, tạm thời mình cứ để đây đã. Lúc khác mình xây đảo sau. Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu các bạn ạ. Kiếm thì đã sẵn sàng. Cung cũng đã sẵn sàng. Cung, ui. Được nha, mình sẽ qua bên kia. Mình có nên qua bên kia để. À mọi người ai mua hộ núp cái thức ăn mới có táo vàng càng tốt. Rồi, ok. Giờ thì mình sẽ về cái khu spawn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ về khu đó và chúng ta để mình mua cái mũi tên các bạn. Vừa thấy cái mũi tên đây. Mua bầu mà không có mũi tên là hơi sai. Rồi, mua một mũi tên thôi. Duy nhất một mũi tên thôi. Đó, bắn ngon ngay, không mất đâu, yên tâm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thử qua cái khu. Mua cho banh một mũi tên với. Thanh niên củ chuối à? Đâu? Banh không có sắt. Này. Trời, banh trên đầu. Zeno cho luôn này. Đấy, về Zeno cho đi. Mọi người ra. Mua thức ăn đâu đây mọi người? Mua thức ăn đâu đây? Ôi, lúc nghĩ là cũng chả cần thức ăn đâu. Này, banh này. Đây. Đâu, để chúng mình thử. MP chắc là chúng ta bá đạo rồi. Đâu, để mình thử xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ qua khu PVP xem nào. Đây à? Giải xuống đây có thể bê được. Có pha. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Ui. Ui nhưng mà có ai đâu? À,
đánh được nhau, đánh được nhau rồi. Lão rồi, lão rồi. Chết đi mày. Tấn công, tấn công. Chết rồi, chết rồi. Có thanh niên, có thanh niên ra đây. Sử đá, có thanh niên. Bị trong quất rồi, bị trong quất rồi. Đây, bị trong quất rồi. Ua, kỹ năng đây. Đau 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 đau. Ui, nhưng mà không chết được các bạn ạ. Thầy lúc đây mới giáp bình thường các bạn nhé. Thanh chết được, trời ơi Thanh bị chết đây. Đi xem đi, đi ra đóng băng hết mọi người này. Lúc ra đóng băng mà. Ui, lúc đây cứ thuộc cái kiểu trâu bò các bạn. Lúc dùng cung thử ra nào. Ui, đánh có hút máu. Đánh có hút máu ạ. Ui, 3 3 10 cung bình thường các bạn. Đóng băng đi. Cúp bom đây, xem cúp bom của ta đây. Đứng lại. Cung có kỹ năng dịch chuyển. Trời ơi. Cung có kỹ năng dịch chuyển à? Ui. Mọi người đến chuột cái đi em. Trời tên xí này. Kinh chúng ta bắn xong rồi. Trời. Ôi vanh dịch chuyển à. Cái khu này là khu ấy à? Đây là khu đánh quái này. Khu này là dịch chuyển cho mình qua cái khu khác. Đây, lúc rồi qua đây dịch chuyển qua tường là được mà. Đứng xa ra. Đừng chạm, đừng đập vào cái thành. Được chưa? Rồi. Thôi nhưng mà đi ra đánh nhau mọi người đã. Mọi người đâu rồi? Pixel đi chơi, Pixel đi chơi với thanh niên này. Ra đây, Pixel đang dắt vào thanh niên này sợ Pixel chạy ra góc rồi. Qua. Rồi mình quay lại khu vực spawn á. Thanh niên này cứ nhìn thấy Pixel, thanh niên này chạy rồi, Pixel có đánh đâu. Trời, bắn một cái là 4 máu kìa. Thanh niên này có 10 máu này. Tới đây, ta tới đây. Ui, thanh niên vành sao lại giết bạn đấy? Để cho bạn đấy đứng rồi chơi chứ. Đây có một bạn nữa này, vừa bắn nhưng mà cái còn 1 máu này. Đâu còn thanh niên nào? Đây, chúng ta ra đây đứng đó. Chơi bạn đấy. Ui, thanh niên vành nha. Đừng bắn nữa, đứng ra đây gẹo. Gẹo các bạn ạ. Nếu như nó mạnh dã man con Ngan luôn đi. Rồi sợ luôn dám vào. Đây. Ê, hello. Hello. Ra xua. Ai ra xua. Ê bạn ra xua ơi, bạn ra xua chào mình vậy. Bạn ra xua. Chúng ta đi cùng bạn đấy, đừng bắn chết bạn đấy. Chúng ta đi chơi cùng thôi. Đó chứ. Bắn cứ one hit một bé này. Ê cái. Headshot. Ta chúng ta dùng cung. Pixel che đó. Ta đây, Pixel bảo vệ bạn này. Ui, sao lại bắn chết bạn đấy? Để Pixel che cho mấy bạn này mà. Ta đây chứ. Có thanh niên đuổi kìa. Đuổi ta. Đuổi ta, trời ơi. Ui, đông lắm rồi. Khu này càng ngày càng đông này. Ui. Chạy. Có mấy thanh niên kia xuống đánh kìa. Chạy. Chạy với chúng ta. Chạy. Ê, chạy kìa nè. Thanh niên tấn công kìa. Thanh niên phản kháng rồi bạn. Phản kháng với chúng tôi này. Đâu rồi? Có thanh niên ra xua. Giết đi với chúng tôi. Trời ơi, giết như ngoé luôn. Rồi, mày thanh niên kia đâu rồi? Cái kia. Rớt à? Trời ơi, xịn mịn ra mà. Anh này xuống cống mạng luôn ạ. Láo thật sự luôn. Thà nó chứ one hit một bé luôn ạ. Thôi Nung nghĩ rằng là mấy bạn này, mình làm cái này là hơi quá các bạn ạ. Chắc là sau khi mình test xong những cái đồ này, chắc là mình sẽ vứt hết đi các bạn. Đó, mình sẽ xóa sạch hết đi. Xóa sạch mọi dấu vết ấy đi các bạn ạ. Rồi, còn bây giờ là chúng ta sẽ quay về cái khu đâu nhỉ? Đi đánh boss đi. Nghe đồn ở đây boss xịn phải không? Ok. Đào, khu boss phải không? Cái khu ông chết tờ trao đổi boss. Đây khu đung neo này, boss này. Ui. Thì ra đây là cái khu gọi là ui. Hình như đánh boss là sẽ đổi được cái này các bạn ạ. Rồi. Đánh boss đổi được nhiều đồ. Phương Trượng Thiếu Lâm này. Ui. Ui đây này, mấy cái đồ xịn này các bạn ạ. Ui xịn mịn thế nhỉ. Rồi. Xuống đây thử xem nào. Mọi người vô đây. Rồi vành nằm bay đây. Đâu từ bắn con bò siêu cấp. Ui. Rơi ra sữa gì á. Ê thì sữa này. Ui xanh nằm bay con bò siêu cấp. Đâu. Thí sinh tiếp theo tới mình tận mấy con siêu cấp này đã. Ui. Gì đây? Con bò này nó còn đánh gọi là thong cước cái gì nè. Liên hoàn cước à. Ui con magma này khỏe thế. Con bò này khỏe này. Úi trời. Rồi ok. Tần mấy con này đã các bạn. Ui có gì đấy? Phương Trượng Thiếu Lâm này. Ui. Đâu. Đâu. Đánh Phương Trượng Thiếu Lâm này. Phương Trượng Thiếu Lâm. Đâu rồi? Đâu rồi? Nó đâu rồi?
tăng hình à? Trên này. Đâu? Có chưa? Thường trượng thiếu lầm với chúng tôi này. Tấn nó. Nó đánh mình. Ủa, anh em tập trung. Boss đây. Ờ, đây là con boss các bạn ạ. Đây là con boss để chúng ta đánh cho ra đồ. Đâu rồi? Bắt. Ui, con này bảo sao vừa mình thấy sấm sét. Rồi anh em đá. Ơi, gì cướp. Ui. Hợp thụ sát thương. Trượng thiếu lầm luôn. Ui. Nó đâu ấy? Chết trời người rơi. Đây, mắt trong nước này. Triệu hồi được thực hiện. Ui, mà khỏe thế. À, nó có con này. Vô ảnh cướp, liên hoàn cướp. Thôi chúng ta dùng kiếm này, dùng kiếm đánh. Ui. Nó hồi máu kìa. Nó thực hiện hồi máu kìa. Ui ui. Mọi người dùng kiếm đi, dùng kiếm tẩn nó đi. Kiếm đóng băng đi. Dùng kiếm rồi. Rồi. Đóng băng nó. Ui, nó khỏe như trâu vậy. Ui, nó trâu như một con bò vậy. Ơi, nó yếu máu rồi, yếu máu. Ơi, mọi người. Dịch chuyển của nó luôn à, ui. Đáo ạ, rồi nó băng góc tường. Nó sẽ phải đi. Ui, gì các bạn ạ? Đâu rồi? Nó cứ ra nó đá vào quanh tôi à. Đây. Mọi người hạ cánh xuống. Thôi. Đây, đứng xuống. Ui, đồ đá banh lên chít lên trên này. Có lại không lên máu rồi. Cái máu đá, xèo. Con này nó mạnh dã man luôn các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là mình phải luyện cái trình độ gọi là PvE ở đây rất là nhiều lần nữa mà mình mới có thể giết được nó đấy. Con này nó trâu bò. Tẩn nó đi. Quậy nó mất máu kìa. Mất máu rồi. Tẩn nó đi. Ủa, nó chết rồi. Bốn anh em mình phải tần được nó. Ui, lại hồi máu á. Là. Chém nó, đừng kiếm nó hồi máu. Ui, mạnh dã man luôn các bạn. Ok thì chắc có lẽ rằng là mình với cả Noob Team sẽ ở đây và luyện PvE các bạn ơi. Rất là VIP các bạn ạ. GrandmyVN.com các bạn nếu vào đây để luyện PvE cùng mình nhá. Ok, còn bây giờ thì clip đến đây là kết thúc rồi. Và xin chào gặp lại. Bye bye.